Xin chào tất cả các chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền Vy Bất Động Sản Bình Dương. Hôm nay em sẽ giới thiệu cũng như là review cái căn hộ mẫu của căn hộ cao cấp Minh Quốc Plaza để cho tất cả các chị em và các bạn. Thì căn hộ cao cấp Minh Quốc Plaza có tên thương mại là Legan Compass. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các chị em và các bạn cái nhà mẫu của cái căn hộ này nhá. Thì đây là cái bản chi tiết căn hộ B nè. Tổng diện tích của cái căn hộ này là 83 m² và diện tích phong thủy là 75 m² nha, gồm hai phòng ngủ nè, một phòng khách, một phòng bếp, hai toilet, một sân phơi và một lô gia nhé. Thì ngay sau đây tất cả anh chị và các bạn theo chân em vô mình xem toàn cảnh cái căn hộ này nhé. Thì đây chính là cái cửa vô ạ, cái cửa chính vô của căn hộ này. Thì cái cửa này là cửa chìa khóa thông minh nhé, có ba chức năng, thứ nhất là thẻ này, thứ hai là vân tay này, thứ ba là số nha. Thì bây giờ đầu tiên là các anh chị kéo xuống ạ, bấm mật khẩu. Dạ vâng, thì đây đã được mở rồi ạ. Như tất cả các anh chị cũng biết là cái cửa này thì bên chủ nhà đầu tư á, của cái thương hiệu gỗ An Cường nha cả nhà nha. Và cái cửa này đã được sơn một cái lớp sơn melanin để giữ chống cháy và chống mọt nha cả nhà nha. Thì xin mời cả nhà theo chân em vô cả nhà vô phòng khách ạ. Thì đây chính là toàn cảnh phòng khách của căn hộ này đúng không ạ? Như tất cả các anh chị em và cũng không thấy ạ, thực sự là một cái phòng khách rất là tiện nghi, rất là hiện đại đúng không ạ, rất là sang trọng luôn. Thì đây chính là một cái bàn ăn, bước vô là một cái bàn ăn được thiết kế rất là hiện đại và rất là tinh tế đúng không ạ. Cái này phù hợp cho là những chị em cũng như là vợ chồng mình mà về làm việc nghỉ ngơi là ngồi một bữa ăn cơm bữa gia đình, một cái bàn, một cái nơi ở nơi như thế này thì cảm giác rất là thoải mái và thư thái đúng không ạ. Thì tiếp theo lên đây chính là phòng khách ạ. Phòng khách này có tổng diện tích là 12 m². Thì bên chủ nhà đầu tư đã thiết kế cho chúng ta một cái ghế salon này cũng như là một cái tủ và cái kệ để tivi. Nếu mà tất cả các anh chị em và các bạn mình không thích cái mẫu thiết kế này thì tất cả các anh chị em có thể nói với chủ đầu tư là thiết kế cho mình cái theo cái mẫu ưng ý cũng như là phong thủy của tất cả các anh chị nha. Thì cái bên cái phòng khách á, chính là cái cửa này chính là ra cái lô gia của chúng ta nha. Thì buổi sáng hay là ban buổi chiều ấy, chúng ta làm việc mệt mỏi thì chúng ta có thể ra ngoài này đón những cái ánh nắng mặt trời nè. Đó, ban công rất là rộng rãi, rất là thoải mái luôn. Thì tất cả các anh chị có thể là mình treo những cái vườn chậu hoa này hoặc là lồng chim này xung quanh ở đây này. Đi làm về mệt mỏi mà ngồi đây uống một tách trà, một tách cà phê nhâm nhi cảm giác rất là thoải mái, thư giãn đúng không ạ? Tại vì cái view ở đằng trước này khi mà mình đứng ở trên cao á, mình nhìn xuống mình thấy toàn cảnh trung tâm thủ dầu một cũng như là thành phố mới Bình Dương, những cái view mà tất cả các anh chị em và thích nha. Rồi sau đây thì xin mời tất cả các anh chị em và các bạn mình vô cái phòng ngủ chính của cái căn phòng này nhá. Thì cái phòng ngủ này bước vô phòng ngủ đầu tiên á, đó chính là nhà vệ sinh nha cả nhà nha. Thì phòng vệ sinh thì bên chủ nhà đầu tư cũng đã thiết kế đầy đủ tất cả các tiện nghi cho tất cả các anh chị như là lavabo này, kính này, mời hoa sen này. Hoặc là nếu mà cái kính này á, nếu mà tất cả các anh chị và các bạn mình không phù hợp thì mình có thể thay đổi kính khác hoặc là thay kiểu màu khác hoặc hình dáng khác đúng không ạ. Cái sàn này thì sàn bên chủ nhà đầu tư đã thiết kế là cái sàn chống trơn nha cả nhà nha. Khi mà bước vô đây không có cảm giác là bị trơn, bị trượt, bị té gì hết. Và có để toilet hàng nha, hệ thống điện này, lắp đặt điện đàng hoàng và của bên hãng bên Panasonic nha cả nhà nha. Và tiếp sau đây chính là toàn cảnh cái phòng ngủ chính của căn hộ này. Thì cái căn hộ này phòng này rất là rộng đúng không ạ, phòng này thường là dành cho vợ chồng đúng không ạ, tại vì xung quanh vợ chồng thì sinh hoạt nhiều hơn, để quần áo hay là những cái sinh hoạt hàng ngày mình có thể nằm đọc sách hoặc là thư giãn nữa. Tại vì đằng trước đây có một cái cửa thông ra đón ánh nắng mặt trời bình minh này, rất là thông thoáng luôn, rất là nhiều view để cho chúng ta ngắm. Và đây có thiết kế qua cái bảng bàn trang điểm này, bàn trang điểm này, kệ tivi này,
Đó, toàn cảnh rất là rộng rãi đúng không ạ? Nếu mà tất cả các anh chị và các bạn mình không thích cái thiết kế này thì mình có thể nói cho chủ đầu tư cũng như là liên hệ với bên thiết kế để thiết kế cho cái mẫu phù hợp với tất cả các anh chị và các bạn. Thì là có thể là đây là có một cái tủ quần áo đúng không ạ? Âm trong âm tường đúng không ạ? Thì mình có thể thiết kế riêng theo cái ý thích của mọi người nữa. Đây, tủ này là của quần áo âm nha cả nhà nha, âm vô tường nha. Thế là nhìn vô là cứ giống như là một cái vách tường thẳng xuống luôn, nhưng mà thực chất đó là một cái tủ quần áo rất là quần áo thông minh nha cả nhà nha. Rồi sau đây thì bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ đi ra cái phòng phòng bếp nha cả nhà nha. Rồi như tất cả các anh chị em và các bạn cũng thấy là thực sự là phụ nữ thích nhất trong ngôi nhà đó là đàn ông cái nhà, đàn bà cái bếp đúng không ạ? Thì như tất cả anh chị em cũng vậy. Cái bếp khi mà mình vô mình nấu ăn mà cảm thấy một cái bếp gọn gàng này, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi thì thật sự là nấu mình cảm giác mình nấu món ăn cũng rất là ngon đúng không ạ? Rất là thư giãn, như là mình đi làm về mệt mỏi bước vô phòng bếp nấu những cái món ăn ngon theo ý thích cho gia đình mình ăn đúng không ạ? Thì bên chủ nhà đầu tư thì bên em sẽ lắp đặt như là tủ này, mặt bằng kệ của bếp này là thiết kế bằng đá nhé, đá và tủ thì lắp đặt bằng gỗ ăn cường luôn, và có đều có bồn bồn và vòi nước lắp đặt hết cho tất cả các anh chị và các bạn. Còn kệ tủ này á, thì nếu mà tất cả các anh chị và các bạn thích theo thiết kế của mình á, thì có thể lắp đặt theo cái kiểu khác của mình cũng được. Đã. Và tiếp theo ra cái phòng bếp này á, thì mình có thể ra một cái phòng đấy là cái phòng sân phơi cả nhà nhé. Cái sân phơi này khi là anh chị em có thể để cho mình ở đây vị trí này, một cái máy giặt này đó, hoặc là một cái xào phơi đây, khi nào mình phơi quần áo thì mình phơi ở đây ha, để tránh mưa này đó. Hoặc là nếu mà ví dụ như tất cả các anh chị và các bạn mình có yêu thích là mình trồng hoa đi, hay là trồng rau đi, thì mình cũng thể đặt ở đây một cái kệ để trồng hoa trồng rau, phục vụ cái nhu cầu mà rau sạch cho gia đình ha. Rồi bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà tiếp theo, đó chính là cái phòng ngủ thứ hai của căn hộ này nha. Thì căn hộ này tổng là có hai toilet đúng không ạ? Thì đây chính là cái toilet thứ hai của căn hộ này. Thì cái toilet này nó thiết kế cũng y chang như cái toilet đầu tiên luôn, cũng ra ban bô này, rồi cửa kính này, kính này, rồi vòi hoa sen này, bồn cầu này, và cửa kính phòng tắm lắp được lắp đặt hết nha. Nếu mà tất cả các anh chị và các bạn mình không thích cái mẫu này thì cũng có thể liên hệ đến chủ nhà đầu tư, mình thiết kế theo cái ý thích của tất cả các anh chị. Và đây chính là cái phòng ngủ thứ hai ạ. Thật sự khi bước vô cái phòng thứ hai này thực sự cảm giác rất là mới mẻ và kiểu như là tuổi teen đúng không ạ? Tại vì cái căn phòng này thường thường dành riêng cho là mình có thể, ví dụ như có ông bà thì cũng có thể để dành cho ông bà, hoặc là mình con cái của mình học tập thì mình có thể cho con cái ở cái phòng này. Thì phòng này cũng thiết kế là có một cái cửa kính nhìn view ra ngoài. Như tất cả các anh chị và các bạn có một cái ưu điểm nhất của căn hộ này đó chính là đi đâu cũng có ánh sáng chiếu vào nhà đúng không ạ? Chỗ nào cũng có ánh sáng nên là mọi người không phải suy nghĩ là ở trong cái căn hộ của mình ngột ngạt hay là tăm tối, và đều tất cả đều có cửa kính để thông ánh nắng mặt trời vô trong căn hộ của mình. Thì đây là toàn cảnh những cái thiết kế của bên chủ nhà đầu tư. Nếu mà tất cả các anh chị và các bạn mình cũng có thể là thích cái mẫu thiết kế khác thì mọi người cũng có thể liên hệ đến chủ nhà đầu tư để thiết kế cho tất cả các anh chị và các bạn theo cái kiểu mẫu khác. Thì đây chính là cái đèn ngồi đèn học bài để cho tất cả các con em của mình ngồi học bài này. Và cái tủ quần áo này thì cũng thể dành riêng cho hai chị em hoặc là anh em để quần áo ở đây rất là tiện lợi đúng không ạ? Hoặc là mình có thể thiết kế theo kiểu khác nữa. Thì giường đều thiết kế ở bên chủ nhà đầu tư nữa. Rồi một lần nữa thì cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã chú ý cũng như là lắng nghe cái video của em. Thì thực sự nếu mà tất cả các anh chị và các bạn nếu mà mình thích cái căn hộ này thì mọi người có thể liên hệ cho em cái số điện thoại là 0973 508 841 thì em sẽ tư vấn cho tất cả các anh chị và các bạn những cái mẫu thiết kế cũng như là cái diện tích mà phù hợp với tất cả các anh chị. Và cái số đó cũng là cái số điện thoại Zalo và Facebook của em luôn. Nếu mà tất cả các anh chị và các bạn nhìn ưng thì ngay lập tức liên hệ cho em nha. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn mình đã chú ý lắng nghe cái video của em. Chúc cho tất cả các anh chị em và các bạn là thật nhiều sức khỏe.
khỏe này, may mắn cũng như là thành công trong cuộc sống nha. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.